Thời tiết nắng nóng kéo dài ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, sinh hoạt của nhiều người và cũng là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus phát triển gây bệnh dịch, trong đó có viêm đường hô hấp, đặc biệt là viêm phổi cấp. Viêm phổi cấp là bệnh lý nhiễm trùng cấp tính ở phổi, bệnh xảy ra do virus, vi khuẩn, trực khuẩn lao gây nhiễm trùng, tấn công vào hệ thống hô hấp như phế nang phổi. Về cơ bản, viêm phổi cấp là một căn bệnh mà bất cứ người nào cũng có thể mắc, nhất là các đối tượng cao tuổi, trẻ nhỏ, vì hệ thống miễn dịch lúc này đã suy yếu hoặc chưa hoàn thiện. Bên cạnh đó, những người có các yếu tố sau đây cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Những người sinh sống và làm việc trong môi trường bị ô nhiễm vì khói bụi, người thường xuyên hút thuốc lá, có tiền sử mắc phải các bệnh về đường hô hấp như COPD, hen suyễn, viêm phế quản, tiền sử mắc các bệnh lý về tim mạch, tiểu đường, xơ gan, hay những người mắc HIV hoặc bị ung thư. Biểu hiện viêm phổi cấp. Bệnh viêm phổi cấp có thể bao gồm những triệu chứng sau. Người bệnh ho có chất dịch nhầy, đờm, biểu hiện sốt từ 38 cho đến 38,5 độ C. Trường hợp nặng có thể lên đến 39-40 độ C. Có cảm giác ớn lạnh hay đổ mồ hôi sau lưng và vùng gáy. Xuất hiện khó thở dù chỉ thực hiện các hoạt động nhẹ nhàng hay đang ngồi nghỉ. Tức ngực khó chịu khi thở hoặc ho. Ngoài ra, người bệnh có cảm giác cơ thể mệt mỏi, ăn không ngon, buồn nôn và nôn mửa, đầu đau nhức. Trường hợp nặng gây khó thở, tím tái đầu chi cần được cấp cứu kịp thời. Để phòng ngừa bệnh mùa nắng, nên hạn chế ra ngoài sau 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, nhất là người già và trẻ nhỏ. Những người mắc bệnh mãn tính như tiểu đường, tim mạch, huyết áp cần tuân thủ đúng theo hướng dẫn điều trị của bác sĩ. Ngoài ra, mùa nóng, việc sử dụng điều hòa hợp lý là cần thiết để tránh viêm đường hô hấp, viêm phổi cấp. Nên để máy lạnh ở nhiệt độ không thấp hơn 27 độ C, giữ môi trường thông thoáng. Cần tránh ăn uống đồ lạnh cũng là một biện pháp phòng viêm đường hô hấp. Bổ sung nước đầy đủ, tăng cường các loại hoa quả, trái cây, bổ sung điện giải nhiều hơn bình thường, nhất là khi ra ngoài, hoạt động thể lực vào mùa nắng nóng. Tập luyện thể thao là cần thiết, tuy nhiên mùa nắng nóng, trẻ nhỏ hay người cao tuổi nên hoạt động thể thao vào buổi sáng sớm hoặc tối mát. Thậm chí, những ngày có nền nhiệt dự báo khoảng 39-40 độ, người cao tuổi có các bệnh nền không nên ra ngoài tập thể dục, mà có thể tham khảo các bài tập tại nhà. Để phòng tránh bệnh viêm phổi cấp, cần vệ sinh sạch sẽ nhà cửa, giữ gìn không khí trong lành, tránh xa nơi ô nhiễm, khói bụi, thuốc lá. Nếu có biểu hiện ho, khó thở, thân nhiệt tăng cao, tiết nhiều mồ hôi, tim đập nhanh, thở dốc, chóng mặt buồn nôn, đau đầu, nên đến ngay các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời.